Hành trình của Cristiano Ronaldo trên con đường bóng đá có lẽ đang dần đi đến hồi kết. Vậy nhưng sức ảnh hưởng của anh thì dù có tới miền đất Trung Đông xa xôi vẫn còn nguyên đó. Hàng tuần khán giả vẫn theo dõi từng bước chân của CR7 trên hành trình cuối sự nghiệp vĩ đại kéo dài đã 2 thập kỷ. Và cho đến khi người đàn ông này ngừng ghi bàn, ngừng thiết lập nên những kỷ lục mới, đó mới là khi sự nghiệp của anh chính thức khép lại. Trong trận đấu giữa Iceland và Bồ Đào Nha diễn ra chỉ cách đây hơn một tuần, Cristiano Ronaldo tiếp tục là cái tên được ra sân ngay từ đầu trên hàng tấn công của những vị khách. Đó cũng là lần ra sân thứ 200 của anh cho đội bóng màu áo bá chầu. Bóng chưa lăn, nhưng vị đội trưởng của Bồ Đào Nha đã được tổ chức Guinness Thế giới xác nhận là cầu thủ có nhiều lần ra sân nhất trong lịch sử bóng đá. Ở độ tuổi 38, dù có người yêu kẻ ghét vô số kể, thì khi nhìn lại, chắc chắn người hâm mộ sẽ phải dành một sự tôn trọng rất lớn cho người đàn ông này. Và thực tế thì đây chỉ là kỷ lục nhỏ bé trong bộ sưu tập hàng trăm những cột mốc vô tiền khoáng hậu mà Cristiano Ronaldo đã để lại cho bóng đá thế giới. Di sản của anh ngay từ thời điểm này có lẽ sẽ trường tồn cả chục năm, hoặc thậm chí là lâu hơn nữa, minh chứng cho vị thế đặc biệt của anh trong lòng những người hâm mộ là lớn như thế nào. Tại kỳ World Cup 2022, ngay trong lượt trận đấu đầu tiên thì Ronaldo đã có ngay cho mình thêm một kỷ lục nữa. Anh đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn thắng xuyên suốt 5 kỳ World Cup trong lịch sử. Pha lập công của CR7 được thực hiện ở phút thi đấu thứ 65, cũng là bàn thắng phá vỡ thế bế tắc được Ghana tạo ra từ đầu mà tưởng chừng không thể nào hóa giải được. Kỷ lục tiếp theo cũng đang tiếp tục được nối dài, đó là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất ở những đấu trường chính thức. Tính đến nay, Ronaldo đã có được cho mình 838 bàn thắng, xếp trên Lionel Messi với 807 bàn. Đấu trường Saudi Pro League không phải là một giải đấu hàng đầu thời điểm này, nhưng không vì thế mà người hâm mộ gạt đi những bàn thắng của anh ghi được tại đây. Ronaldo đã ghi được số bàn thắng này thông qua 1.168 trận đấu kể từ năm 2002 cho tới nay. Nếu vẫn tiếp tục duy trì được nguồn thể lực và sự khao khát ghi bàn như hiện tại, CR7 hoàn toàn có thể chạm đến cột mốc 900 bàn thắng để khép lại kỷ nguyên của mình theo một cách thật đáng nhớ. Nhắc đến Ronaldo, chắc chắn anh được biết đến nhiều hơn với biệt danh là một cỗ máy săn bàn trong thời kỳ vàng son của mình. Điều đó đã được thể hiện ở thành tích 50 bàn thắng ghi được mỗi mùa trong 7 năm dương lịch, kể từ mùa giải 2011 cho đến 2017. Thời trai trẻ, Ronaldo đích thị là một cơn ác mộng cho mọi hàng phòng ngự phải đối đầu với tốc độ và kỹ thuật. Về sau là khả năng đánh hơi bàn thắng nhạy bén, sẽ là rất khó khăn cho các cầu thủ phòng ngự để theo kèm được sức mạnh của con quái vật này. Thậm chí thì trong 4 mùa giải liên tiếp, thời điểm còn khoác lên mình màu áo của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, CR7 từng có được chuỗi 60 bàn cho mỗi mùa bóng. Khoảng thời gian ấy chứng kiến CR7 ghi được tới 253 bàn thắng, một con số cao khủng khiếp chưa từng xuất hiện trong làng túc cầu đương đại. Anh cũng đang là cây săn bàn duy nhất trên thế giới đều từng giành được danh hiệu vô phá lưới tại Premier League, La Liga và Serie A. Dù đến với giải đấu nào thì thương hiệu CR7 vẫn cho thấy được giá trị khi xé tan mảnh lưới của mọi đối thủ, đưa đội nhà tiến tới chiến thắng. Khả năng thích nghi của Ronaldo là vô cùng đáng nể, cùng với sự chuyên nghiệp và tài năng sẵn có khiến anh dù ở miền đất nào cũng có thể tỏa sáng được. Cụm từ hat-trick như thể sinh ra cho Ronaldo trong thời kỳ đỉnh cao của mình. Khán giả khi theo dõi những trận đấu của anh đều luôn chờ đợi tới từng khoảnh khắc người hùng, mà CR7 là nhân vật chính. Một mình cá nhân cầu thủ sinh năm 1985 có thể tự mình biến bại thành thắng bằng những pha lập công đến đúng thời điểm, chuẩn chỉ và thật cảm xúc. Hiện tại thì anh đang là cầu thủ có được nhiều cú hat-trick nhất trong một mùa giải tại đấu trường La Liga với 8 lần. Ronaldo cũng là cầu thủ đang nắm giữ kỷ lục về số cú hat-trick ghi được nhiều nhất, là 34 lần tại đấu trường số 1 Tây Ban Nha. Còn ở cúp châu Âu, Ronaldo cùng Lionel Messi đang là những cầu thủ có được cùng 8 cú hat-trick vào lưới của mọi đối thủ trong sự nghiệp của mình, vẫn đang bỏ cách người xếp sau là Robert Lewandowski tới 2 lần. Nên nhớ rằng, có tới 6 cú hat-trick được CR7 thực hiện ở Champions League khi anh đã ngoài 30 tuổi. Những cú hat-trick của anh không chỉ định đoạt kết quả trận đấu, nó còn tạo nên một thứ cảm xúc độc nhất vô nhị của môn thể thao vua này. Cách đây 5 năm, trong ngày ra quân tại World Cup 2018, Ronaldo đã tự mình ghi được 3 bàn thắng vào lưới của Tây Ban Nha. Thường thì CR7 sẽ tỏa sáng trong những vòng knockout, nhưng mùa giải ấy thì anh đã lên tiếng từ rất sớm. Khoảnh khắc vẫn đang hằn sâu trong tâm trí của những người hâm mộ từng theo dõi trận đấu đó là hình ảnh mà Ronaldo bắt đầu những bước đà của mình trong cú sút phạt cuối trận, rồi anh tung ra một pha dứt điểm khiến David De Gea phải đứng chôn chân. Một số người sẽ yêu thích hơn khoảnh khắc mà Ronaldo đã biến bại thành thắng trong trận lượt về Champions League năm 2019 trước Atletico Madrid. CR7 được người ta mệnh danh là gã hung thần mà Diego Simeone phải nể sợ trong quá khứ. Lượt đi thì Los Rojos Blancos đã có được 2 bàn thắng dẫn trước. Bởi vậy mà trong chuyến trở về Turin, Ronaldo cùng Juventus sẽ cần phải ghi ít nhất là 2 bàn để đưa trận đấu đi xa hơn. Nhưng Ronaldo còn làm được tốt hơn như thế, anh có cho mình 2 cú đánh đầu thành bàn, đưa trận đấu về thế cân bằng.
rồi CR7 ấn định trận đấu bằng pha dứt điểm trên chấm 11m, khiến cho những người hâm mộ Bianca Neri phải vỡ òa trong sung sướng. Đã gần chạm mốc tuổi tứ tuần, Ronaldo vẫn miệt mài xuất hiện trên sân cùng với tham vọng chinh phục vẫn còn mãnh liệt. Nhưng có lẽ bản thân huyền thoại người Bồ Đào Nha đã nhìn thấy giới hạn của mình rằng sau cùng thì anh vẫn không thể chống lại được sự nghiệt ngã của tuổi tác. Nhà kỷ lục gia ấy đang giảm tốc độ, anh cũng không còn vội vàng trong những pha ra chân của mình nữa. Có thể thấy rõ nhất điều đó trong hai trận đấu tại vòng loại Euro 2024 vừa rồi, khi mà giá trị của Ronaldo được thể hiện nhiều hơn ở những pha làm tường và mở ra cơ hội. Trận đấu trước Bosnia Herzegovina, chân sút chủ lực của Anas đã không ghi bàn, anh cũng không tung ra cút dứt điểm nào xuyên suốt 90 phút. Bản đồ nhiệt cũng chỉ ra, lão tướng 38 tuổi đang hoạt động như một số 9 ảo, nhường lại những khoảng trống trong vòng cấm địa cho những Bernardo Silva, João Felix hay Bruno Fernandes. Và ngay cả có như vậy, sự xuất hiện của anh cũng đã đủ để khiến cho người hâm mộ Bồ Đào Nha phải dõi theo đội bóng con cưng trong mọi trận đấu. Dù không ghi bàn, Ronaldo vẫn nhận được cái ôm đầy tình cảm của một cổ động viên tràn vào sân. Tay cầm lá cờ của Tổ quốc, sự yêu mến dành cho CR7 hơn lúc nào hết cần phải được thể hiện, khi mà người đàn ông này đã có một mùa giải không hề xuôi trèo mát mái. Rồi thì fan cứng của anh, một YouTuber đã chạy vòng quanh thế giới để theo dõi Ronaldo trong nhiều năm qua, cuối cùng cũng đã có cơ hội để một lần được ôm lấy thần tượng cuộc đời mình. IsoSpeed, người được gọi vui là một Joe con đích thực, cũng đã có cơ hội để bày tỏ thứ cảm xúc có phần hoang dại mà lại chân thành ấy. Hành trình của Ronaldo cho những kỷ lục tiếp theo trong sự nghiệp của mình phải chăng đã khép lại, khoảnh khắc mà người hâm mộ chia tay với CR7 sẽ tới. Nhưng nó sẽ không xuất hiện trong một sớm một chiều đâu. Dù đã bước sang tuổi 38, Ronaldo vẫn sẵn sàng cháy hết mình trong trận đấu mà anh chính là nhân vật chính vừa rồi. Xuất hiện trong đội hình ra sân của đội tuyển Bồ Đào Nha tại lượt trận thứ tư vòng loại Euro trước Iceland, CR7 cùng với những người đồng đội của mình vẫn được kỳ vọng vào viễn cảnh có thể kết thúc trận đấu theo cách tương bừng nhất. Nhưng sự khó khăn là điều mà thầy trò Roberto Martinez đã phải đối diện, khi mà đối thủ tới từ Bắc Âu đã cho thấy tinh thần Viking của mình ở mặt trận phòng ngự. Sự áp đảo mà Bồ Đào Nha tạo ra là quá rõ ràng với tỷ lệ cầm bóng trên 70% ở lượt trận này. Thế nhưng khi nhắc về số cơ hội nguy hiểm, họ lại chẳng có được bao nhiêu. Ronaldo cũng đã có những cú ra chân. Hai cú dứt điểm của anh ở những phút 49 và 52 đều chưa thể tạo ra sự hiểm hóc để mở tỷ số trận đấu. Rồi đến khi đội nhà tưởng chừng sẽ phải chấp nhận một trận đấu chia điểm, CR7 đã xuất hiện và ghi bàn thắng duy nhất ở phút thi đấu cuối cùng. Đó cũng đã là chiến thắng thứ tư liên tiếp của Bồ Đào Nha tại vòng loại Euro, giúp họ tiến gần hơn với giải đấu chính thức sau đây một năm nữa. Cristiano Ronaldo, nhà kỷ lục gia vĩ đại ấy vẫn đang tiếp tục phải khiến cho mọi tờ báo nhắc tới tên mình. Những khoảnh khắc người hùng, dù Ronaldo đã lặp lại nó hàng ngàn lần, nhưng người hâm mộ thì vẫn chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán. Điệu ăn mừng độc nhất của người đàn ông 38 tuổi vẫn đang truyền cảm hứng cho rất nhiều những cầu thủ, vận động viên và cả những khán giả theo dõi. Mong rằng khi có được một sự chuẩn bị tốt hơn trong mùa giải tiếp theo, Ronaldo sẽ tiếp tục tạo nên những cột mốc mới trong bộ sưu tập những kỷ lục, tiếp tục khẳng định vị thế độc tôn của mình trong làng bóng đá đương đại.